thùng chia sơn. Đây, lốp lắp cho còn đẹp, 37 này. Theo nhu cầu của anh Ngái đây. Đây là cốc đạp bơi này. Nhiên mới rồi nha. Sai này, 4 chỗ phay này, ga tay này. Bốc đây. Chưa có hơi thở đâu nhá. À, lốp trước là tài 86 này, sau là 12426 này. Ba máy hai bơm này. Cái mặt nạ là chưa dọn xong này, mặt nạ sẽ tiếp sơn lại này. Này gắn lốc lành là chất đầu xe luôn nhá. Bình hơi ngay đây luôn. Bình hơi đã chạy đây được 4 ký này. Có đăng hơi nhá. Đầu bọc luôn này, mua ra được xe hết này. Móc này, số zin này. Số zin cơ này. Bình hơi phù này, hai bình này. Có cả dây bơm hơi này. Đùi vòng được cô ra hết này. Thùng thì có cái thành thùng hơi xấu này. Bác nào mà muốn đóng lại thành thùng, em đóng lại thành thùng thì giá nó khác, nó sẽ cao hơn khoảng 5 triệu. Còn mà để thành thùng như này thì nó giá nó mềm hơn. Con này 115 triệu nhá, cả đầu cả móc này. Móc có số chở này. Cầu đang ơi, cầu 3 tấn rưỡi này. Thùng này, thùng trước nó chở bê tông nên thấy này, thùng này chưa trà chưa sơn gì luôn này, chắc tương lai sẽ sửa lại cái thùng này làm lại thùng này. Cầu hơi này, đây này bình hơi của nó, hai bình hơi nhá, cái dây này dây để xịt hơi này. Rồi là đứng một chỗ quay nhà nhà. Máy còn nguyên zin nhá. Đấy. Bác nào nhu cầu thì alo cho em nhé. Xem xe tại huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum, cả đồ cả móc. Hôm nào xem quay chạy đi test chi tiết cho các bác xem. Hôm nay thờ nó nghỉ nên không có người chạy được. Còn bác nào muốn mua riêng đầu không cũng bán luôn, mua gì bán đấy. Rồi, chào các bác nhé.